Qua những kiến nghị đề xuất của cử tri tại các cuộc tiếp xúc có thể nhận thấy vấn đề được cử tri quan tâm nhất hiện nay đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang lưu thông trên thị trường. Thực trạng về việc khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội, cấp sổ đỏ ở một số nơi còn nhiều khó khăn, thậm chí còn có những biểu hiện nhũng nhiễu hay sự bất cập về những cơ chế chính sách. Không khí dân chủ, thẳng thắn tại các cuộc tiếp xúc cho thấy người dân đã và đang rất quan tâm đến sự kiện cuộc bầu cử vào ngày 22 tháng 5 tới. Cũng phải bởi việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài và đủ tâm huyết để đại diện cho chính tiếng nói, nguyện vọng và đặc biệt là lợi ích sát sườn của chính cử tri. Cái mong muốn của cử tri hiện nay đối với cấp là coi như là ứng cử viên của Quốc hội và của tỉnh cố gắng thực hiện làm sao là cho tốt với là coi như cái sự mà coi vừa rồi các cái cử tri đã có những cái đề xuất và đồng thời làm sao các ứng cử viên được là coi như nằm trong Quốc hội và của Hội đồng nhân dân tỉnh thì cố gắng thực hiện với cái quyết tâm hứa của là các ứng cử viên. Nhiều cử tri bày tỏ quan điểm đã là đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thì bên cạnh việc có trình độ, có kiến thức về thực tiễn còn phải hiểu rõ được đời sống nhân dân ở địa phương nơi mình ứng cử. Có như vậy mới có thể đại diện cho nhân dân, lo cho nhân dân. Vì thế, sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân đến kỳ tiếp xúc này là điều dễ hiểu, bởi đây là cơ hội để cử tri có thể tìm hiểu, lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, từ đó có sự lựa chọn sáng suốt nhất, đúng đắn nhất cho những lá phiếu của mình. Tôi cũng rất mong mỏi các đồng chí, các ứng cử viên, Hội đồng nhân dân và Quốc hội mang một cái tâm huyết làm nhiều hơn nói, mà làm nhiều hơn những gì các vị đã hứa là phải làm. Đó là cái mong mỏi nhất của nhân dân, thì lúc đó nhân dân cầm lá phiếu để bỏ cho các vị thì mới được thỏa mãn. Thứ hai là luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Cử tri trách nhiệm với lá phiếu của mình, bản thân các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng nhận thức được điều này, nên đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng chương trình hành động của mình, thể hiện ở việc ở mỗi địa phương tiếp xúc khác nhau thì nguyện vọng cử tri và các vấn đề còn bức xúc cũng khác nhau. Vì thế các ứng cử viên đều đưa ra được những chương trình hành động sát đúng thực tế. Cũng như lời khẳng định hết sức trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, người đại diện cho các ứng cử viên tham gia vận động bầu cử, dù trúng hay không trúng cử, nhưng với vị trí, chức trách, nhiệm vụ của mình, các ứng cử viên vẫn sẽ làm hết sức nhằm đáp ứng nhanh nhất, thiết thực nguyện vọng của cử tri.